Kính thưa quý vị đã trở lại với chương trình của Việt Di Chú News hôm nay là thứ bảy ngày 13 tháng 4 như vậy là đã à, đã qua một tuần cái sự kiện mà ẩu đã ngay trước đền Đức Thánh Trần một sự kiện có thể coi là cái cái sự quá, cái, quá cái, cái sự nhục nhã của à, cộng đồng người Việt ngay tại Bôn Sa mà tất cả những việc những người Việt à, ở những cái tiểu bang ở những cái nước khác ngay cả những người Việt trong nước họ che cười về cái mặt là đạo đức mà cái mặt vô tổ chức cũng như là uh, cái thái độ sẵn sàng vi phạm pháp luật của những người những người sống ngay tại ngay tại một đất nước gọi là văn minh bậc nhất Hoa Kỳ và những cái thái độ gọi là rất là xem thường pháp luật cũng như là du đảng ngay tại buôn sa và sau cái sự ảo đả đó chúng tôi là những người làm truyền thông cũng có tham gia và ghi hình cái buổi lễ đó cái buổi lễ mà hàng tháng ngay tại đền đức khách thần cái nhóm của ông phan điền nhân đều tổ chức vào cờ đầu tháng. Đây là một cái sự kiện mà những người trong nhóm ông Phan Đình Nhơn, những người, những cô, những chú, những bác đã từng phục vụ cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa trước nay, đặc biệt là trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, họ hoài niệm lại và họ chào cờ, cái lá cờ vàng mà họ đã từng chiến đấu. Và đây là một uh, một sự tôn trọng đối với đất cờ vàng và những người đã từng phục vụ. Họ chính là những người đã từng phục vụ cho Việt Nam Cộng hòa. Và ngay tay ngay tại một cái cái thành phố uh, Westminster, một uh, một thành phố được coi là một thành phố cờ vàng. Mà những người, những cô, những chú, những bác những người đã từng phục vụ trong chế độ Việt Nam Hoa lại đang bị gọi là đàn áp trong một cái xứ sở mà tự do, tự do bị tạc, tự do, à, tự do được à, thể hiện cái suy nghĩ, cái lòng tôn trọng đối với những mì mà họ phục vụ ở đây là những người trong nhóm ông Phan Kỳ Nhân thì những cái đám một những cái đám mà du gọi là ở đây là du thủ du thực những cái đám mà chống đối mà trong đó có sự chống lưng của những dân cử thành phố Westminster đó là ông Huỳnh Kiệt và những không những là trong cái tổ chức của à, nhóm ông Trần Thái Văn và ngay thậm chí là có có thể có sự tham gia của tổ chức Liên Minh Dân tộc Việt Nam của tổ chức Nguyễn Hữu Chánh, ông Nguyễn Hữu Chánh. À, tại vì khi mà chúng tôi có mặt ở đó và theo dõi tình hình, cái việc mà ông Huỳnh Kiệt đã mang à, cái xe, đã chạy cái xe vòng quanh và đậu ngay phía trước, ngay phía sau, à, định đứng, đứng rằng khi mà những người trong nhóm ông khai chơi chào cờ và mở mở ra những cái hình ảnh cũng như là những âm thanh, những cái điều mà gây rối rồi rồi, rồi rồi nhắn mạnh đây là gây rối và đây không phải là một cái vấn đề về gây rối về cá nhân chống đối ông 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 Lâm Nguyên mà là đây là một hành vi có tổ chức vì như các bạn thấy có sự xuất hiện của ông Sơn, ông áo đen là thành viên một thành viên khác của tổ chức Liên Minh Nhân Độc Việt Nam của Nguyễn Hữu Chánh cho nên đây không phải là một sự tình cờ mà một người ngẫu nhiên, tình cờ đến giúp, à, đến công tác và gây ra cuộc ở đã này, giữa ông, ông 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 hình kiệt và ông sơn ở đen này và ông lâm nguyên cũng như là ông mang mũ đỏ. Và với mục tuần này có rất nhiều, à, có nhiều rất là nhiều người những chương trình phỏng vấn những nhân vật không nằm trong không 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 nằm trong và không quan sát trực tiếp cái cuộc ở đó đó à, tuy nhiên chúng ta thấy rõ ràng là mang cái tính thiên vị rất là cao bản chất bản chất như là ông ông Châu Đỗ Vinh ông Châu Đỗ Vinh là gọi là danh xưng là tiến sĩ tiến sĩ luật à, tiến sĩ luật chứ không phải là luật sư nghe các bạn luật sư phải có hành nghề và là ông ta là nghị viên của thành phố ngàn rêu. đã chỉ trích phê phán cuộc ở đả à, tuy nhiên ông ta lại nhắm thẳng vào ông Phát Bùi và ông Phan Nghị Nhân Làng... ông, đặc biệt ông Phan Nghị Nhân là một người trong nhóm ông Phan Nghị Nhân là một người gọi đây là gọi là, là nạn nhân cái cuộc cái cuộc gây hấn đó mà ông ta lại lại nhắm vào ông Phan Nghị Nhân và ông Phát Bùi và nói thẳng là ông Phát Bùi và ông Phan Nhân đã dàn dựng ra cuộc ẩu đả đó một cái một cái một cái chỉ trích mang cái tính thiên kiến và vì sao bản chất là ông ông Trudeau ông Trudeau là một người chúng ta biết là là một người uh, theo đảng dân chủ à tự nhiên các bạn biết ở Grandeur uh, đa số những nghị viên lại là những người đảng dân chủ các bạn Tại vì uh, xu hướng của thành phố Grandeur là trẻ thề trẻ và uh, xu hướng của đảng dân chủ nhiều hơn của thành phố và những người trong thành phố uh, Gandro họ những người trẻ rất là thành công Tuy nhiên họ làm việc độc lập và không có có cái kiểu như là thất bại dài hạn của Châu Đỗ Vinh à, như cô Kim Quyên Nguyễn hay cô Thu Hoàng Nguyễn đều là những uh, những nghị viên của thành phố Rô và họ rất là trẻ thậm chí cô Kim Nguyễn còn ứng cử cho vị chiến thượng nghệ sĩ của liên bang đấu đầu với bà 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 bà, bà Miss steel còn ông Châu Đỗ Vinh đó, là một người gọi là thất bại dài hạn trong những cái thằng ứng cử chính trị à, cho đến lần là ông làm ông cái chức mà ông đang nghĩ chứ nghĩ ông ra đang à, đang giữ chức đó là nghị viên của thành phố Ngàn râu à, và ông ta cũng là một người trong đảng dân chủ nhưng mà lại liên minh liên kết với những người trong đảng cộng hòa một đảng cộng hòa theo đảng cộng hòa nhưng mà theo băng nhóm của Trần thể băng các bạn các bạn nên nhớ là cái cuộc uh, lên Thailand va ba của uh, cách đây hai năm thì có chẳng thấy văn chặt đi chiến nguyễn rồi nam quang cùng hai youtuber chống cộng cụi á chẳng nhật phong và Triệu huy thì có mặt cũng có mặt của hai vợ chồng này luôn có đó là cho đỗ vinh và cô luật sư dina nguyễn thì các bạn có thể thấy cho thấy được cái sự liên kết uh, liên minh uh, chính trị của cho đỗ vinh đối với một người đảng nhân chủ mà liên minh với những người đảng cộng hòa theo băng nhóm của trần thái băng cộng hòa hay ở ngay tại thành phố Manchester có có theo hai trường phái các bạn nó là thành phố uh, à, rất là phức tạp và theo, à, cộng hòa trường phái của à, băng nhóm trần thái Văn và một cái anh và, và à, trường phái cộng hòa của bà trần thái nguyễn là đồng trường phái theo dòng chính đi với dòng chính nhiều hơn chứ không có đi vào cái đường lối là à, lợi dụng cờ và vàng của, à, của 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 à, băng nhóm Trần Thái Văn và à, Trần Thái Văn và Anh và thấy rõ ràng là cho Đỗ Vinh có một cái thiên kiến là một cái thiên kiến nhất định đối với cái việc ẩu đả và ông ta cho rằng cái việc ẩu đả là việc càng xếp của ông Phan Kiền dân và ông Phát Bùi đó là một chuyện uh, chuyện ấu chỉ, chuyện ấu chỉ và cho thấy ông ta có sự uh, là một uh, là một dù sao ông ta cũng đâu có bằng uh, tiến sĩ luật thì ông ta ông ta khi đó là một điều mà không có bằng chứng mà ông ta chụp mũ như vậy thì cho thấy ông ta ông ta rất là độ mạng và nhiều nhiều khi uh, có thể dùng giữ cả 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 từ lưu manh các bạn thấy ông ta đã từng khi mà nói chuyện với ông nhà báo đoàn trọng lớn tuổi hơn người ta rất nhiều mà ông ta thể hiện cái thói lỗ mãn lưu manh khi mà nói chuyện với ông đoàn trọng nhà báo đoàn trọng rất nhiều lớn tuổi hơn nhiều nhưng mà ông ta dọ dọa mình là đánh luôn nhà báo đoàn trọng chúng ta thấy cái mặt tư cách của ông cho đội bên thế nào và cái sự định kiến cũng như ông ta cũng có mối liên hệ chặt chẽ với bằng nhóm Trần hề văn chứ không phải là những người độc lập như những người trong nghị viên của thành phố ăn râu đó là cô kim nguyễn hay cô thu hoàng những người trong đảng này chủ độc lập mà họ cũng đi lên con đường chính trị rất là thành công chứ không cần phải theo cái bằng nhóm hay là liên kết chính trị với những cái bằng nhóm mà à, gọi là vô đạo đức mà như Trần Thái văn chúng ta đã biết là đã, Băng nhóm làm thế văn anh rủ đặc biệt là anh rủ sau khi mà nghỉ hưu sẽ bị điều tra về cái việc sử dụng cái gói covid 19 hơn 13 triệu đô la mà phân bổ xuống con gái và cũng phân bổ cho những cái quyền lợi của cho băng nhóm những thành viên băng nhóm của mình và chắc chắn khi mà bà cho đến nguyễn trở thành à, trở thành à, giám sát viên thì như bà đã cam kết thì bà ta sẽ điều tra những cái gói và những cái việc hành vi tham nhũng ăn rửa và băng nhóm thì những cái việc mà ông ta bỏ cho những cái gói cứu trợ cho Nam Nguyễn từ 10 ngàn đến một số tiền rồi ngay cả công chủ phú phòng và Phan ông, ông, ông chịu Phát cũng nhận hơn một cái gói covid 19 đến hơn nửa triệu đô từ cái gói của ông à, à Quân Cam mà ông Andrew Đỗ đã ban phát xuống trong những người trong ban nhóm nhìn thì bà cha đáng Nguyễn nếu trở thành giám sát viên sẽ phân phu cái điều này thì đây là những cái, cái cái, mối đe dọa của băng nhóm này và chắc chắn họ cho đến đến thời điểm này và đến ngày tháng 11 giữa, giữa cái cuộc chạy đua vào tháng 11 giữa bà cha Nguyễn hai ứng cử viên còn lại cho Nguyễn và bà uh, Francis Marquez thì chắc chắn những cái thành viên và băng nhóm của Trần Thế Văn sẽ phá cho hôi, phải phá cho bằng được để để gì để làm giảm đi hệ lụy sẽ bị điều tra những hành vi tham nhũng và tham ô hay là trục lợi từ cái việc phe phái cũng như là sử dụng cái quyền lực với chức vụ của mình của anh rudol các bạn thấy trong một cái chương trình mà bà đi luật sư đi nguyễn trả lời trên một kênh youtube nói rằng cái việc mà ông Huỳnh Kiệt mang cái xe uh, xe xe bán tải và uh, đưa ra những cái video cũng như là những biểu ngữ là ông Lâm Nguyên là một đậu phạm mà bà mà bà đi uh, ra nói rằng điều đó là no problem không là vấn đề gì hết thì thưa bà đến một ngày nào đó bà đi ra Nguyễn ứng cử cho một vị gì nào đó thì có những người họ sẽ đưa ra những cái hình ảnh nói bà là một con đĩ, một con điếm thì lúc đó bà sẽ phản ứng như thế nào? Đó là những cái ví dụ là tôi có thể chúng tôi có thể nhận định chắc chắn những gì bà sẽ à, sẽ 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 nhận được nếu qua quan điểm của bà là khi mà ông Hoàng Kiệt đưa ra những băng rôn những biểu ngữ là ông Lâm Nguyên là tổ phạm thì chắc chắn bà sẽ nhận được khi bà hay chồng bà đó là ông cho Vinh là ứng cử những vị trí khác thì tôi chắc chắn rằng có những người người ta sẽ đưa ra những thông tin như vậy tại vì bà nói đó là chuyện bình thường thì họ sẽ làm chuyện đó như một cách bình thường khi mà pháp luật pháp luật tòa án chưa phán xét chưa ra đoạn án mà những người dân những người chống đối những người đối lập lại đưa ra chụp mũ cho những bản án Cho ông Long Nguyên Là điều không thể chấp nhận được Và điều đó là vô đạo đức Các bạn Rõ ràng thì đã qua 7 ngày cái vụ ẩu đã đẩy đền thế gian Và chúng tôi Những người làm truyền thông Cũng quan sát và cũng uh, Phản đối bất kỳ hành vi À uh, vi phạm pháp luật cũng như là bạo lực nào liên quan đến những tranh cãi của những phe đối lập và cũng như là lên án những hành động những chống phá của những phe đối lập những, những thành viên của phe đối lập những gian cử lợi dụng du đảng để tấn công phe đối lập cũng như là không tôn trọng những người những cô những chú ông bác họ đang thực thi cái quyền tự do của họ, cái quyền mà họ đang à, tôn trọng cái lá cờ vàng, thì mình là một dân cử, là một người, là một người trong cộng đồng thì phải biết tôn trọng những người lớn tuổi và để cho họ thực thi và làm việc một cách tôn trọng với lá cờ vàng và chắc chắn rằng chuyện ảo đã vào ngày thứ bảy rồi không dừng lại ở đây và cho đến ngày đến tháng 11 để tránh đến tháng một khi mà cái cuộc bầu cử giữa bà Trần Đức Nguyễn và bà Francis Marcus một thành viên của đảng nhân chủ và chắc chắn trong băng nhóm của Trần Thái Văn anh Rudo, Nam Quan và có sự phối hợp của ngay cả tổ chức liên minh các dân độc của Nguyễn Chánh sẽ kết hợp lại để chống phá bôi nhọ bà Trang Đức Nguyễn chắc chắn đó điều đó sẽ sẽ tiếp tục tái diễn cho đến ngày bầu cử tháng 11 nhiều người à, ở những cộng đồng không à, sống ở cali họ sẽ rằng cái cuộc à, bầu cử giữa các à, kết quả của cuộc bầu cử sơ bộ à, đã xong rồi thì những người việt ở, ở ngay đại buôn sa họ sẽ à, thôi đi và họ sẽ ủng hộ cho một à, ứng cử viên à, cuối cùng của người việt đó là cho, bà trần ái nguyễn à, chuyện, đi, chuyện đó chắc chắn sẽ không xảy ra không những à, không những họ à, không để yên mà họ sẽ có họ sẽ tiến hành những hành vi chống phá à, vì sẽ nó sẽ vì khi bà Trần Nguyễn à, nếu thắng cử trong tháng một này sẽ làm tổn hại đi quyền lợi của những cái băng nhóm đặc biệt là những băng nhóm đã dính dàn đã dính vào những cái vụ à, tham ô hối lộ trục lợi lợi dụng quyền hạn để phân phát cho ban nhóm, phái nhóm của mình và chắc chắn điều đó bà Trang Yến Nguyễn sẽ làm khi mà bà ta nhận giúp. Đây là một số thông tin à, tổng quan của vị địa chú nhìn nhận lại cái vụ ổ đả vào 7 ngày trước và chắc chắn rằng đây không phải là chuyện cá nhân của ông Huỳnh Kiệt hay cá nhân của ông Lăng Nguyên. Và ông Cao Nguyên, ông Hồ nhiệt kiệt đến uh, chạy cái xe và bỏ TV hay những cái băng rôn uh, mà lại phỉ bán ông Lâm Nguyên mà đến cả ông Phát Bùi cũng như bà Cha Nái Nguyễn. Và đây là cái việc làm của cả băng nhóm. Thậm chí là cả băng nhóm để phá hồi mà lấy cái hình ảnh của ông phát bùi khi mà ông phát bùi cũng là một ứng cử viên của thị trưởng chức vụ thị trưởng thành phố hà nội đối đầu với ông nguyễn quốc lâm cũng là một thành viên của băng nhóm của trần thái văn đây là những tổng quan nhận định của vị ý chú về cuộc ẩu đả vào bảy ngày trước sau khi quan sát và nhìn nhận cũng như là xem xét những cái bình luận của những cá nhân khác trên những trang à, YouTube khác và vị chú có cách nhìn nhận riêng của mình một cách tổng quan và có chiều sâu hơn chiều rộng hơn đó là một cái việc không phải là cá nhân với cá nhân giữa ông Huỳnh Kiệt và ông ông Lâm Nguyên mà đó là một cuộc gọi là phá cho thôi và phá cho bằng được bà cha đánh Nguyễn trong trong cái cuộc bầu cử Tháng tới tháng 11 à, xin cảm ơn các bạn đã theo, theo dõi à, nếu các bạn có bất kỳ những sản xét comment gì về cuộc ở đại đó thì cho vị chú biết và comment ở phía dưới à, xin cảm ơn và theo dõi mà xin chào đặc biệt